một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng, nhưng mà Toàn thì chắc làm được, còn làm không được nữa về hỏi chị hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê đâu? Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát. Em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó vợ hả? Dạ không. Rồi đó, cái này coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi, nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười tính tím. Dạ. Sao vậy, nghe chưa có bạn trai khoái quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi. Rồi, nhưng mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá, mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Rồi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. Em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị. Dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ? Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện thì ghen được, chắc là phải ghen rồi chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Để anh xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai kìa nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. Tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Bậy bậy.
tại em chưa hôn lần nào thôi. Phải từ từ chứ. Cô thì thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có không biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà không em có được không, không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hờn quá, đâu? Xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng có vậy ơi. Quá. Mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ, chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chùa trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi thì được rồi, cô này là cổ chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái hay vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi. Cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng. Nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ. Cái anh này thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là đáo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá đông nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha, để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Cảm ơn bà tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. À, tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Vậy là ở... danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà chắc là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống khoảng 2-3 chai là anh say rồi. Không sao đâu. Cái gì em cũng được. Vậy là em nhậu dữ lắm được hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa, thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng, tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không, giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm.
Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đầu tiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là nuôi từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao quá. Nụ hôn đầu tiên thôi, bắt đầu. Không, hãy hôn đó thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Thái quá trình. Trúng chưa, trúng chưa Toàn? Trúng. Trúng rồi hả? Thì cảm giác như thế nào em? Thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác nhau an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Còn mở cà phê đó là đam mê. Và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy gì đam mê. Em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu ấy nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này. Bạn này cứ làm. Ở giữa tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Chứ bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Trân Trọng Trí, quê ở Bình Thuận. Em vào Biên Hòa sống, học và làm việc từ 2009 tới giờ. Trọng Trí làm gì? Dạ hiện tại thì em đang đi lang thang. Ủa là làm gì? Hồi xưa Trí làm gì? Dạ nói thì em đang đi lang thang để đi kiếm mặt bằng mở quán cà phê. Lúc trước thì em làm đầu bếp. Đầu bếp phải mở quán ăn hay gì chứ sao mở quán cà phê? Dạ cái này là đam mê của em thôi. Hồi sinh viên năm 2 thì em cũng có cái ước mơ là mở quán cà phê, là lúc đó em tính hùng với bạn mở rồi. Nhưng mà một số vấn đề nên em không có làm. Đi làm đầu bếp được 2 năm thì tích lũy được một ít vốn. Thì em cũng có mở được một quán cà phê, nhưng mà gọi là cũng tạm thời là thất bại. Dịch quá không ai uống hết. Dạ, qua dịch mình làm lại. Thất bại xong rồi thì em lại quay lại làm bếp. Cũng làm bếp được 2 năm thì em cũng làm lại thêm cái, cũng thất bại. Và bây giờ em cũng quyết làm thêm lại nữa. Nhất qua tam nha em. Dạ. Cố gắng lần này sẽ thành công ha. Dạ. Mời bạn gái. Chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở Tiền Giang. Em làm nhân viên trong kho của một công ty gần nhà. Chị phải đi điều tra cái người đàn ông này lang thang mở quán cà phê coi. Trời ơi, ta đang chuẩn bị trở thành ông chủ quán cà phê chết hả? Lang thang nhưng có ý nghĩa của nó. Thật ra là rất là thích cái câu chuyện của bạn này. Có ý chí. Ưu điểm của em là gì? Dạ, về tính tình của em á, theo nhận xét xung quanh của mọi người á, thì em một là người hiền, nhưng kèm theo đó là khó tính. Đối với riêng cá nhân em thì em có cái nhận xét của em là một người không phải dạng hiền, thứ dữ chứ không phải dạng hiền.
lúc mà tiếp xúc với người ngoài thì mình sẽ có lời ăn tiếng nói khác. Đối với mức đối tượng thì mình sẽ có cái cử chỉ và hành động khác nhau. Ừ. Gặp mọi người em ít nói, mọi người kêu em hiền. Nhưng mà thử ra trúng tần số của em thử. Tức là ý nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Dạ. Một con người dễ sợ. Rồi để tôi qua tôi hỏi bên kia coi. Tiền Giang là quê tôi. À, chào quê Tiền Giang. Huyện nào? Dạ ở huyện Châu Thành ạ. Trời đất, ngay huyện tôi luôn. Nhà ở xã nào? Dạ xã Trung Hưng ạ. Trời ơi, kế bên xã tôi luôn. Được rồi. Ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của con thì khá vui vẻ, hòa đồng mà. Ừ. Cũng dễ tính, yêu động vật. Khuyết điểm là gì? Tính tình hơi thẳng thắn cho nên là đôi khi làm người khác buồn. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Chưa có hả? Dạ. Trời, người Tiền Giang tôi dễ thương trời. Đó giờ có yêu đơn phương hay để ý người nào không? Dạ không ạ. Học trường nào ra vậy? Dạ trường Vĩnh Kim. Trời ơi học chung trường tôi luôn mọi ơi. Tôi học trường Vĩnh Kim luôn nè. Dạ. Trời xưa chú học thầy hiệu trưởng trường thầy Đường cô Đậu này kia đó. Đồng môn. Đồng môn, đồng hương luôn. Bây giờ qua đây mình hỏi hôm nay là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc đăng ký thì em chưa có mối tình. Nhưng mà đăng ký xong vài tháng thì em có quen một bạn. Quen được 3 năm thì chia tay. Bây giờ nè, tôi hỏi tương lai mình sẽ tính như thế nào nếu mình mở quán cà phê. Tìm ở Đồng Nai hay mở thành phố Hồ Chí Minh hay mình muốn lập nghiệp ở Đồng Nai hay lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh? Trước mắt thì em sẽ lập nghiệp ở Biên Hòa. Em vô từ 2009 tới giờ là em sống và làm việc ở Biên Hòa hết. Thì một là quay lại cái nghề bếp, hai là rút về quê, rút về nhà. Bình Thuận hả? Dạ. Nhà em từ đây từ thành phố về cũng 150 cây thôi à. Dạ. Từ đây về Tiền Giang tôi có chưa tới 100 cây. Sống về Tiền Giang về chi tới Bình Thuận. Đi. Cái đó là dự định ban đầu. Nhưng mà lúc có gia đình nhiều, có nhiều thay đổi mình không thể nói. Ví dụ như mình có thể vì bạn gái mình đi đâu đó. Ừ, được. Vì anh đi đâu đó. Cái này được. Tôi rất là thích cái anh này luôn á. Thích cái suy nghĩ của anh. Thật ra cái đó là một suy nghĩ rất là thoáng. Ở đâu có tiền, ở đâu phát triển kinh tế mình ở đó. Dạ. Bạn này rất là bản lĩnh, rất là cầu tiến. Riêng với bạn này là một chút thì chị sẽ nói vô không? Thật, tại vì em cũng bị chê nhiều lần. Mấy bạn nữ chê em là không có chí, không thấy em có công việc ổn định, nhảy cái này qua cái khác, nhảy cái này qua cái khác. Không, cái này là chị thấy em ai nói em như vậy là chị thấy em không đúng á. Nói cũng đúng chứ phải không đúng. Không. Gặp một đàn ông mà cứ nay chuyện này mai việc kia không có đâu ổn định chân mà cũng thấy tiền bạc không có gì hết trơn, thấy lang thang hoài tao cũng lo chứ. Bạn này có một cái nghề đó là đầu bếp. Nghề đó là cái nghề để làm gì? Dự trù những lúc thất bại sẽ quay lại cái nghề đó để kiếm tiền. Còn mở cà phê đó là đam mê và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa đam mê không có tiền lấy dạ, gì đam giống, mê giống như em nghĩ là giống cái bếp rồi gọi là cái nghiệp của em rồi còn cái mở quán coi như là cái nghề tại vì cái nghiệp cái bếp đó là cái nuôi sống của em. Đây nè em trai thân mến, người mở quán mở bếp mở cà phê đứng đây luôn nè. Thật ra cái nghề em rất là dễ kiếm tiền. Dạ. Không chỉ mở quán cà phê mà trong quán cà phê có thể bán các món ăn luôn, nó hai trong một luôn thì em dễ kiếm tiền. Dạ. Hơn còn bây giờ mở quán cà phê, ta tới quán cà phê ta đi ăn chỗ khác, tự nhiên cái nghề em để làm gì, em phải khai thác cái nghề của em. Dạ. Và thật ra cái bạn này á cũng rất là dễ phát triển nếu như các bạn có mặt bằng tốt, chỉ cần 1-2 năm là các bạn phát triển ngay nếu đúng mà em nấu ăn ngon, đầu bếp giỏi, quán cà phê đẹp thì làm giàu mấy hồi. Em không thể lang thang như thế mãi được. Lang thang như người ta nói là người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Như thế lang thang hoài à, không thấy nhớ đường nào à. Vậy rõ ràng là bạn này đang bị thiếu một cái người để tính toán cho chính bạn. Chính xác luôn. Nếu như bây giờ yêu thì cứ yêu một thời gian, nhưng mà trong lúc yêu nhau á là phải tìm một cái nơi nào đó mặt bằng, mở quán liền, cà phê và bếp luôn. Bạn này không phải không ổn định mà bạn này chưa có đủ điều kiện để ổn định. Bạn ủa không, không đủ điều kiện lo cho mình là lấy gì lo cho vợ được. Thì biết là vậy nhưng mà tôi nói thiệt sao chứ, tức là cái này là một phần thì cái này là em chia sẻ thêm một phần nữa là em mở quán bây giờ thì là hiện tại là em đang có độc thân nên em quyết tâm em dám mở quán. Lúc mà em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như vậy nữa, em phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Đúng. Và bây giờ nè, chúng ta nếu chúng ta hợp với bạn gái bên kia chúng ta phải suy nghĩ ngay, phải làm liền để có một tương lai cho cái người bên cạnh mình. Ba mối sao? Ba còn binh gì nữa? Tôi vẫn binh nè, tại vì tôi nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất là ủng hộ và tôi sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ gì cứ lỗ hoài, thất bại hoài, hỗ trợ về mặt kinh tế nhưng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần, tức là tôi vẫn ủng hộ bạn trai này. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu á nha,
là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này. Bạn này cứ làm. Ở giờ tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Tại vì em, quan điểm của em là phi tương bích phú. Thì bây giờ là em muốn giàu thì em phải làm chủ. Thì đó, cho nên là em rất là thích muốn. Nhưng mà đam mê không phải nghề của em. Em pha chế từ A tới Z được. Tại vì đam mê phải là cái nghề anh nói nè. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm, khuyết điểm. Mình lo tăng cái ưu điểm lên đi để phát triển, để kiếm tiền đi. Không, cứ lo cái khuyết điểm để đẩy khuyết điểm cuối cùng là nó, khuyết điểm nó kéo em xuống, cái ưu điểm mất luôn. Em thì thấy trong kinh doanh là bạn này có đầy đủ điều kiện, chỉ có là chỉ thiếu cái sự may mắn thôi để thành công. Nên là em vẫn ủng hộ. Em đam mê mở quán cà phê thất bại lần nữa thì sao? Tại sao cái chắc ăn không làm đi? Dạ, trên này đâu có gì chắc ăn đâu anh. Ví dụ nếu mà làm bếp đó, cái đó là đi làm thuê. Thì kia em chỉ là, ví dụ như em đi làm mấy năm, đồng lương thì em cũng có, em tích góp được cái vốn em mới mở quán cà phê. Nhưng mà khi có gia đình thì cái số tiền mà đi làm thuê đó không đủ dư giả để mà lo. Ăn chắc mặt bền, có trước cái đã, thủ chắc cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa, coi em hết tiền lấy vợ luôn. Dạ, tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Câu này là không đồng ý nha. Không, tại này thì nói thiệt là... Không, nếu có mẹ lo thì được. Không, tôi có không đồng ý, đàn ông vậy không được. Tại vì ở dưới quê mẹ em cũng đang hối lắm. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về cái ngoại hình á, thì dễ nhìn thôi. Chủ yếu là cái tính tiền của người đó. Biết quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác tí, không có đinh đá. Còn em gái bên kia, mẫu hình thế nào? Mẫu hình của con thì cao ráo, dễ nhìn, có công việc ổn định và phải chín chắn ạ. Bên kia thì chín chắn, nghề ổn định là có. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị của em. Dạ trước hết đó là con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Thì em của em thì tính nó hay nhút nhát lắm, kín kẻ nữa, cho nên là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được nửa của mình. Bạn nam thì thân hình cũng cân đối, vui vẻ, năng động, cũng có trì trí trong công việc, là không sợ thất bại. Một chút nữa mà có gặp mặt nhau mà nếu mà thấy có cảm xúc thì bấm nút cho nhau cơ hội. Nhà mình có kinh doanh mua bán gì không em gái? Dạ có, tạp hóa là bia và nước vậy đó. Trời, thế ông ta cũng kinh doanh thôi. Dạ, nhà mẹ em cũng bán tạp hóa. Ủa vậy đó hả? Mình trao đổi làm đại lý, mai mốt tôi bỏ nước rửa chén, rửa tay, nước lau sàn, nước giặt cả. Trời ơi, lợi dụng vậy sao? Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với bạn thời sinh viên á. Con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn Quỳnh Như với lại họ hàng bên nhà gái. Như chú Quyền Linh đã nói là bây giờ là bất quá tam thì tất nhiên là chắc trí cũng đang dốc hết sức để làm cú chót thôi. Còn không thì cũng an phận lại. Nếu như mà cảm thấy như đủ bản lĩnh, cổ vũ cho trí thực hiện cái dự định của trí, cái ước mơ của trí từ hồi mình biết trí tới giờ. Làm hậu phương ha. Vâng. Suy cho cùng thì bây giờ trí phấn đấu cùng nỗ lực lo cho người con gái đi cái cảnh trí sau này thôi. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ hai bên gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Trí. Đến với chương trình á, em có món quà, cái này là từ tay anh làm. Dạ, cảm ơn em. Có thể mở ra không? Ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Hai ta là cùng nghĩ tới cái vấn đề là xây dựng mấy nhà riêng cho chúng mình. Chàng lãng tử của tôi, hãy cầm cái đàn và hát một bài hát nào đó để chúng ta gọi là tạo nên những cảm xúc ban đầu. Em thích nghe nhạc gì? Nhạc trẻ đi ạ. Vậy anh chịu khó nghe bolero nha. Ông này cũng đặc sắc lắm nè. Dạ em xin gửi bài Tơ Đánh Cô Đơn. Cô đơn em dù đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không hề thương không hề nhớ, chiều một mình trên phố hồn trong nắng không mưa. Cảm
thấy anh đẹp trai không? Dạ cũng được ạ. Cũng được thôi hả? Cũng được, là giống cái câu trả lời nãy chú Linh đề nghị á. Em thấy cũng hơi xa. Nếu mà hẹn hò thì chắc khó gặp nhau lắm hả? Có hay không cái đó là do mình thôi. Ví dụ thu xếp, ví dụ anh không thu xếp được thì em có thể thu xếp lên anh. Còn ví dụ em không thu xếp được thì anh sẽ thu xếp lên em. Hoặc là hẹn nhau lên thành phố. Từ nhỏ tới lớn em cũng loanh quanh ở Tiền Giang không à, cho nên không có đi tới. Vậy hay rồi, vậy tí đó về anh lệnh với Biên Hòa chơi. Có gì lệnh dẫn về Bình Thuận luôn. Nhà anh mấy chị em vậy? Nhà em thì đông lắm, hết 6 người. Anh con Út hay sao? Anh áp Út. Vậy nếu cưới nhau về thì ở đâu vậy anh? Dạ, cái đó thì ở nhà mình thôi. Nhà mình là ở đâu? Mình tự xây nhà mình ở chị. Còn xây cái ở đâu thì cái đó tùy. Cái này là em có quan ngại về hiện tại thực tại của anh hay không? Thật ra em là một người cũng kém về mặt tính toán về kinh doanh á. Em muốn kiếm một người nào đó có thể lo cho em được có một công việc ổn định để mà có thể sau này khi tiến tới hôn nhân thì có thể lo được cho gia đình. Nói chung là lúc đi học thì anh cũng học toán cũng giỏi, nên cái đó yên tâm, anh tính cho. Anh xin phép được cầm tay anh. Nhắm mắt lại. Chị anh? Nhắm mắt lại. Tính hung ta hả? Chị anh? Làm sao hung được chứ? Không, em nhắm mắt lại đi. Ta chưa có yêu đừng làm ta sợ nha. Rồi em cảm thấy sao? Có bị điện giật không? Em thấy tay em ấm. Ấm. Theo em ví dụ lúc mà cầm tay á, mà mình nhắm mắt lại mình cảm nhận được cái gọi là cái phần tiếp xúc cho thịt của đối phương á, có cái gì là gọi là truyền qua á. Tưởng nó thôi miên hay là nó đọc suy nghĩ của người ta giống trong mấy cái phim không à? Vậy rồi cảm giác của em như thế nào? Dạ phê. Dạ lột tê. Thật ra cái này thì em gái cũng, rất là cũng hơi ngờ, tại vì hai mấy tuổi thì bạn cũng là em cũng là đẹp gái. Chưa quen ai thì em cũng hơi có nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Không biết có thích nữ không? Dạ không ạ. Em muốn có một quan hệ nó chín chắn hơn để sau này tiến tới hôn nhân. Còn những người mà em đã gặp trước đây thì em có cảm giác nếu mà em quen người đó thì không có kết quả, kết quả sẽ không đi tới đâu được. Cưới rồi em có về làm dâu Bình Thuận được không? Giả sử như anh không về được Tiền Giang á, thì em có về làm dâu được Bình Thuận không? Nếu chỗ đó có thể kiểu như là làm ăn được ở đâu thì ở chỗ đó thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bấm là cho chúng ta một cơ hội để đi đến hôn nhân. Bấm là để chúng ta có thể cùng người đó nắm tay đi suốt cuộc đời. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì tuổi của con vẫn còn nhỏ, con cũng không có giỏi tính toán gì, cho nên con muốn tìm một người ổn định hơn, chín chắn hơn để sau này lo cho con được. Chứ bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đừng buồn gì cả, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy hướng tới một mục đích, hướng tới những khát vọng mà chúng ta cần chinh phục nó. Dạ. Chúc các bạn thành công. Dạ, cảm ơn em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Dạ. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn. Em tên là Liêu Kim Long, sinh năm 90. Em bây giờ đang làm việc IT. Quê đâu? Dạ quê em ở đây luôn à. Ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ quận 12. À hiện nay đang ở với ai Long? Dạ đang ở với mẹ và gia đình em gái. Rồi đó là lịch trích ngang của Kim Long 32 tuổi. Xin mời các bạn hãy nghe lời tự giới thiệu của nhà gái. Dạ em tên là Võ Trần Lan Anh, 31 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sống ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận qua quận 12 gần lắm. Rồi,
Long có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là làm việc chăm chỉ, với lại làm việc tới cùng hết mọi thứ luôn. Khuyết điểm của em là hơi bị độc lập. Hơi độc lập là sao? Là độc đoán. Độc đoán khác độc lập khác. Dạ dạ dạ. Tức là độc đoán là em quyết mọi thứ hả? Dạ dạ. Người ta hay gọi là sơ sơ là gia trưởng đó đúng không? Dạ 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 dạ. Đại loại như vậy, nhưng mà dạo này em cũng đang cố gắng sửa. Sửa đi. Đúng rồi, cái đó phải sửa. Gia trưởng quá phụ nữ sợ ngại lắm. Rồi nhà gái đi. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ em thì rất là nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng, hay cười. Nãy giờ chị thấy hay cười thiệt. Bên đây y chang nha. Bên đây càng cười càng cà lắm đó. Sĩ nha, chưa có cà lắm nha. Dạ khuyết điểm là hơi cứng đầu. Có chuyện gì thì em sẽ muốn ngồi xuống cùng giải quyết cho ra, giống như là cho rõ ràng á. Với lại tính cũng thẳng thắn. Cặp này lạ lắm nha, bên này cứng đầu, bên này độc đoán. Cãi lộn không bao giờ ngừng luôn á. Đúng luôn á. Mấy năm nay em sửa rồi, đa phần ngày em lắng nghe hết mọi thứ. Xong rồi em mới quyết định đi của em. Vậy em nghe nghe đi. Cuối cùng em cũng quyết mà. Nhưng mà em tổng hợp hết mọi thông tin lại trước. Tổng hợp, chơi vui chứ mà nếu như mình lắng nghe thì mình cũng giảm bớt cái độc đoán độc quyền đó đi. Chào em. Dạ chào chị ạ. Cười rất tươi, có duyên luôn. Cười hoài luôn á, bên đây cũng cười, bên đây hay cười lắm. Cười lắm. Nói nghe nè, bây giờ hồi đó mà độc đoán quá vậy rồi chắc là bạn gái dễ giận lắm đúng không? Dạ xí chưa có chị ơi. Chưa có luôn hả? Chưa có luôn hả? Ế từ lúc mà xong đại học tới giờ luôn. Có biết lý do tại sao ấy không? Độc đoán với lại chuyên gia làm việc có một mình nè. Em cũng thích làm việc một mình hơn. Em có nhận một đề tài nào đó, em cũng có làm việc có một mình, làm từ A tới Z luôn. Rồi, vì hồi đó tới giờ có thầm thương trộm nhớ người nào chưa? Có hồi mà mới học xong lớp 12, nhưng mà toàn là tình yêu đơn phương thôi. Mà lớp 12 yêu chi sớm vậy? Dạ, tại vì lớp 12 đó em học xong em cũng có việc làm luôn. Vô công ty làm xong rồi cũng yêu đơn phương rồi thôi à. Cô cái cô đó ở đâu? Mà sao thích người ta? Cô không biết nữa. Mặt mày người ta sao nhớ không? Dạ còn nhớ chút chút nhưng mà kiểu như là không còn qua lại nữa. Anh này anh không có bồ, đúng rồi. Anh nhát tới cỡ này là gì có bồ. Vậy là em yêu đơn phương mấy năm? Là lâu à, cũng khoảng 7 năm rồi. Trời đất. Cũng khoảng 7 năm rồi. Trời đất. Trời đất có 7 năm. Vậy mà không dám nói luôn. Sao hả? Sao không nói? Có bao giờ thổ lộ không? Dạ có, nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Có hung hung nhẹ nhẹ chưa? Chứ nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái, nhưng mà đa phần làm việc công mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng máy rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng là rồi. Luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời ơi, em không biết có thời gian rảnh không, tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì rảnh luôn. Có coi phim. Phim gì? Đó thì phim mà mới đây em coi đó là phim Bác sĩ Ma. Coi ma chi, coi mấy cô đẹp. Không, bác sĩ Ma là phim tình cảm Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ cũng có. Có cảnh hôn nhau không? Không, cái phim đó là nó về y bác sĩ đúng không? Dạ y bác sĩ không? Coi cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này không? Có em, luôn đó anh. Thí dụ có em có cảm giác gì không? Mình không... em cũng biết. Rồi vậy nó mất cảm giác rồi luôn rồi đó. Anh hỏi kỹ quá. Không ơi, cái này phải hỏi kỹ phải chứ. Phải hỏi kỹ chứ, giờ đi quen bên đàn gái rồi đàn gái không kiểm tra rồi về rồi nó không có nằm trong cái thế giới đàn ông thì sao? Có bao giờ mà mình khát khao mình được hôn một người con gái không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi chị. Có nằm mơ thấy hôn ai chưa? Dạ chưa. Không, đâu có khát khao gì đâu. Hỏi thật em là em có khoái con gái không? Dạ khoái chứ anh. Thôi tội nghiệp, người ta ghẹo người ta hoài. Thấy thương quá à. Đến lo làm. Vậy là em còn duyên 100% luôn đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ. Chưa một lần nào luôn hả? Dễ thương. Dạ. Ghẹo chút đừng giận anh nha. Dạ. Tại vì em hâm mộ anh gần chết luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn. Ghẹo thấy dễ thương mới ghẹo đó. Bây giờ để anh qua bên đàn gái anh coi đàn gái có mối tình nào không? Dạ. Chào em gái. Bớt tấn công em cái.
Em được tình duyên sao rồi? Được hai mối à. Hai mối ha, đỡ bên kia. Mối bao lâu nè? Dạ, mối hồi học đại học thì được 3 tháng. Trời. Thứ hai thì quen được 4 năm nhưng mà xong rồi chia tay. 4 năm sau chia tay? Dạ, có sự khác biệt về công việc, rồi gia đình, rồi bạn cũng đi làm xa. Bây giờ bắt đầu quen nè. Nãy giờ em thấy anh bên kia tình hình thấy ổn không? Nói chung là mục tiêu hôm nay cũng muốn là có người nắm tay đi về. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài, chủ yếu là dễ nhìn là được. Em quan trọng về tính cách nhiều hơn, là biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc, cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi, bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn, có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế hiền lắm. Theo anh Linh là như vậy đó. Nghe rồi cái mình thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của ngưỡng gái đưa ra nè? Em cũng đáp ứng được khoảng 80-90%. 80-90% ngon đó, rồi. Ngon rồi đó. Em thích người phụ nữ như thế nào? Em thì thích người phụ nữ hiền, phụ em làm việc nhà chứ ở nhà em cũng bị mẹ sai làm nhiều chuyện. Sai làm chuyện nhà cái kiếm bạn gái về làm phụ. Không, cùng làm phụ thôi. Vậy rồi. Thôi hả? Rồi có nhu cầu gì về bạn gái nữa không? Em cũng không biết nữa. Đúng rồi, không biết là đúng rồi. Em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp. Nào, chị đồng nghiệp thấy em trai thì sao? Dạ, mình thấy bạn trai nhìn có duyên, hài hước với lại có vẻ thật thà. Thì bên chỗ Lan Anh thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện với lại cũng chăm làm. Được thì hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi tiến tới xa hơn. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Mình hỏi nhà trai đi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với đồng nghiệp luôn anh. Đồng nghiệp luôn Long hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào tất cả quý khán giả. Chào em. Dạ, em là đồng nghiệp với bạn Long. Có đôi lời thì nói ra với bạn nữ thì nó nên Long á. Thì trước giờ chỉ là biết là công việc thôi, cho nên ít đi tiếp xúc bên ngoài, nhất là với phái nữ. Cho nên là thấy mình lên chương trình đó là bạn rất là thiệt thà. Và bạn chỉ có hay là nói là khi bạn hồi hộp á, thì bạn hay, như anh Linh nãy nói là hơi cà lâm. Được cái là bạn nói tiếng Anh á, không cà lâm. Để có nói hạn là thẳng tưng luôn. Yeah. Sao bạn Long không có bạn gái vậy? Dạ thì bạn là làm IT anh, là suốt ngày chỉ ôm máy tính nè. Ở cơ quan Long có bạn trai không? Dạ, bạn trai thì cũng... Bạn trai thì có. Bạn trai thì có. Có hả? Bạn trai của ông Mai á, là một cái ý nghĩa khác nha. Bạn trai của nào thấy bạn Long nắm tay bạn trai đi đâu đó không? Dạ cái đó thì em chưa thấy. Chưa thì thấy có, nắm ly thì có. À nắm ly là dạ, vô hai, hả? Hai ba vô á. À cảm ơn em nha. Bạn thấy khỏe đâu, đứng lên tôi coi cái coi. Tôi dạ. Tìm bạn quay vòng coi. Mạnh mẽ không? Dạ cũng bình thường anh. Có biết học võ gì không? Không có học võ nhưng mà mấy tháng nay có đi tập gym. Tập gym hả? Gym tập sao? Mấy ông tập gym này tôi cũng nghi lắm nha. Mới tập mấy tháng nay thôi hả? Dạ. Trước đó cũng làm việc mình xong rồi cũng người nó hơi mập ra chút. Mập là có nhiêu? Dạ 83 kg. Rồi bữa nay nhiêu? Em bao nhiêu? Dạ 72 kg. Giỏi vậy? Sao giỏi vậy? Mai chỉ anh tập đi nha. Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi. I'm from Hồ Chí Minh City. Ok, sit down please. Ok, thanks. Open. Open the door. Open the door. Yeah. Em biết hát tiếng Anh không? Dạ, em có chuẩn bị một bài, chuẩn bị cũng hai ba bài rồi. Để hát dỗ con nít. Rồi tới hát liền nha. Tiến tới. Em gái đứng lên Lan Anh.
I am so many happy to meet you today. I hope we have more meeting in the future. This is my gift for you, and I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Yes. Thanks. Yes. Hát tiếng Anh. I will be a song. Baby sa do 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 do. Baby sa do do do. Daddy sa do 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 do. Grandpa sa do do do. Grandpa sa do do do. Chắc tới sáng quá. Không, đó, tới đó đó, tới đó đó. Let's go hun, do do do. Let's go hun, do do do. Bài này tôi thuộc dữ lắm. Run away, do do. Run away, do do. It's the end, do do. It's the end. Hay quá. Trời đất ơi. Nó duyên dáng vô cùng tặng luôn vậy đó. Hát tặng lời bài liền Lan Anh. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Hay quá. Chào em. Dạ. Anh không biết nói gì luôn. Thường anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh làm ở nhà. Anh nhận một số đề tài A tới Z để mà về nhà làm luôn. Không biết là thường cái thời gian rảnh của anh là lúc nào à? Hiện bây giờ á, chiều tối thứ 3, 5, 7 là anh tự đạp xe đạp vòng quanh thành phố. Kiểu như là một cái bài tập gym khác nho nhỏ để mà giảm cân thôi. Nói chung là 24/6 thì em cũng có lịch học tiếng Nhật. Thì 3, 5, 7 nếu được thì có thể cùng đi xe đạp, để em cũng rất thích được đạp xe đạp xung quanh thành phố. Ok. Hôm nay thứ tư không ta? Nay thứ ba. Vậy hẹn em tối nay đi chơi luôn. Đi bằng xe gì nói luôn, nói cho bạn biết luôn, đi xe gì nói luôn. Hiện tại anh có một chiếc xe đạp lên núi để cùng đi chơi. Không biết có thuận tiện không nữa. Em thì không có xe đạp, nhưng mà tại vì em có đao cái app xe đạp công cộng á. Thì có thể mình cùng hẹn ở một địa điểm nào đó rồi mình đạp xe đạp chung. Ok. Không, chỉ một chiếc thôi. Một chiếc là phải chạy xe đạp xe đầm á. Em có chở nổi không? Dạ. Nói bạn gái đi một chiếc thôi. Dạ sao cũng được. Không thể nói chứ, người ta có chịu không? Dạ đi một chiếc thôi. Dạ nhưng mà xe anh chở được em không á? Chắc cũng được á, tài xe đạp leo núi mà có cái yên về sau luôn. Vậy là được rồi. Ngắm có chở vòng thành phố nổi không, nói cho ta biết luôn đi. Dạ đạp là chắc chắn đạp nổi đó. Rồi vậy được ha. Dạ. Em thấy bạn gái sao, nói rồi. Dạ thì cũng dễ thương. Dạ cũng hiền. Anh hỏi kỹ quá em không biết trả lời luôn. Nè em gái, thấy Long sao? Dạ em thấy anh thật thà. Khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em dự kiến là sẽ lập gia đình trong năm nay hay năm sau. Là cái này thuộc dạng như là nếu mà hai đứa mình cảm thấy là đúng thời điểm thì sẽ tiến tới thôi, chứ thời gian thì do bản thân mình phải tự trả lời á. Ok. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn Lan Anh ha. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nè, đứng sát vô đây. Đây, cái tay đây, tay này đây, đó. Bây giờ nhìn thẳng Lan Anh đi, đó. Có thấy tim đập mạnh hơn không? Dạ em bật chế độ rung bây giờ rồi anh ơi. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, tay rất là mềm. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ thích thì bấm liền, không chờ đợi gì hết. Cô gái bên kia cảm giác rung động, cảm giác đây có thể là người để mình nương tựa bờ vai. Bấm ngay cái nút đó, bấm liền luôn, đừng chờ đợi gì cả. Rồi bấm luôn. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đây nắm tay vậy nè. Đúng. Ta yêu nhau rồi nắm sen tay, sen kẻ nè. Đó đúng rồi. Đã không? Dạ đã. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc.
Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Và thưa quý vị, bây giờ thì Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được mời quý vị đến với cặp đôi số 2 để xem họ có bấm nút đến với nhau hay không nhé. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trích ngang của mình thế nào. À, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị tại trường quay ạ. Em chào bạn nam ấy kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia. Và cùng quý vị khán giả, em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An. Và hiện em tại làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp luôn anh. Em làm về gì? Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À, kinh doanh quảng cáo bên kia, ngân hàng, được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu, em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè, vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có cân nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? À, em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được chứ, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi em xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi, ơi 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rơi nhịp nào không? Có không anh? Anh đổ mồi hộp hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo, phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên này đó em gái. À, bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác. Và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? À, em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em á là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? À, hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? À, tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta. Dạ. Rồi dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm, tại sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? Em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt. Bên này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất mới 2 năm tay, luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? Em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha.
Bây giờ bạn trai bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn. Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng dễ tự nhìn tin luôn. Thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn dạ. Gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn thì có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối dư, Hồng dư Vân? Luôn, dư luôn, dư không anh ơi? Dư hả? Dạ. Còn em sao em, hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ, ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? Không em. Anh có vũ phu không ạ? À? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà nhận là ông vũ phu? Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương, xinh xắn. Đó, ta tự tin dạ. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? Thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân nói nhiều có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui quá. Thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, đúng vui rồi. Vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ, đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn, có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bản thân của em. Bản thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này. Em là bản thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. Bạn An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất trắc nó mới nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào. Hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Chỉ hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á. Dạ, mỗi lần em mua con gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một con món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội yếu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Đấy. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. À con sao ạ? Em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương, xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho êm đẹp. Chứ anh là một người rất là có chính kiến. Dạ. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em dạ. Sai mà anh bênh em cũng được. Cái dạ. Gì mình làm đúng thôi. Dạ. Chúng ta không còn thời gian nữa. Còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây. Bắt đầu đi em. À, cho anh nắm tay em.
thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi, kết quả sẽ biết. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 Hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. Rồi, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. À, em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời, dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, tình cảm. Nắm tay thật chặt lên nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi dịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có à. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, thả thính dễ thương như sợ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi, tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ, từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày, 10 ngày vậy đi. Rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em biết từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi. Lỡ em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh. Trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ ai đâu cả trời. Xin mời nhà gái. Trời ơi, cái này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Anh tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Thích thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân 2 trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tùng Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung học? Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào anh xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em là điểm mạnh của em là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em thì em hơi là nóng tính, ít nói anh chị. Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc. Em trai, em dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao, không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo ra làm thôi. Rồi em sao, tình duyên sao, được mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng 2 mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được 1 năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em?
Dạ, mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi, mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai là do ghen bóng ghen gió, với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ, em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn. Chẳng hạn nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập, thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình á, em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được nè, cái này được đó nha. Châm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ, em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người, hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm đâm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mỏi mỏi, ừ. Biết đâu qua em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Đàn trai hơi bị ghê đó nha, chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có ăn chơi mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị, và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Với tất cả mọi tổ chức giờ bên đàn gái ở bản. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp. Anh cứ mở nắp. Lộng mở cái màn. Mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi. Đóng mới về phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Đúng vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, Vai Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì bên kia múa, bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà, tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì, quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi tao em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng vậy. Bây giờ nè. Bạn dạ. Này chắc cũng không có, có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Đó là quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô nhồi nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh thì em tính sao?
Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ vô em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy á. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi về anh về nha. Rồi về anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ ai đâu trả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống Hạnh Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở xóm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao rút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị.